Kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ đầu tháng 8, môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề. Lễ cúng thần sâm ở Trà Linh, Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Tàu đệm khí nay đã có thể hoạt động bằng động cơ chạy điện. Và Tottenham gặp Vincent Kobe trong trận giao hữu kế tiếp vào tối qua. Thưa quý vị, theo luật kinh doanh bất động sản năm 2023, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, cá nhân thực hiện hoạt động môi giới bất động sản không được hành nghề tự do, mà phải hành nghề trong một doanh nghiệp, phải có chứng chỉ hành nghề. Bộ Xây dựng triển khai tổ chức các kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản sẽ được hưởng tiền thù lao, hoa hồng từ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản. Việc quy định chặt chẽ việc hoạt động môi giới, sàn giao dịch là điều kiện sàng lọc tự nhiên, tạo ra sự công bằng cho thị trường. Thưa quý vị, hiện nay bưởi da xanh Bến Tre được khách hàng các thị trường châu Âu, Mỹ, Canada, Trung Quốc rất ưa chuộng, đặt mua sản lượng lớn với giá cao. Tuy nhiên, theo nhiều công ty, sản lượng không đủ đáp ứng. Bưởi da xanh xuất khẩu phải được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ hoặc VietGAP, có mã số vùng trồng, trọng lượng từ 1 kg một trái trở lên, mẫu mã đẹp. Bưởi xuất khẩu được thu mua với giá từ 32 đến 45 ngàn đồng một ký, cao hơn giá bưởi bán trong nước từ 5 ngàn đến 7 ngàn đồng một ký. Trung bình mỗi ngày có công ty thu mua từ 30 đến 60 tấn bưởi da xanh của nông dân tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang. Tuy nhiên, chỉ có khoảng từ 20 đến 30% trong số này đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, chủ yếu là thu hoạch từ các vườn đã được công ty ký hợp đồng bao tiêu tại tỉnh Bến Tre. Tôi nghĩ là cái tiềm năng của trái bưởi còn rất lớn, bởi vì còn nhiều thị trường rất là cần những sản phẩm đạt chất lượng như bưởi da xanh của Bến Tre ở đây, thì chúng ta cũng chưa có đáp ứng được. Để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng, các công ty cần có kế hoạch mở rộng bao tiêu diện tích bưởi da xanh trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 27 tháng 7, lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi các hộ dân có nhà bị sập, tốc mái do dông lốc trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Theo báo cáo, rạng sáng 26 tháng 7, trên địa bàn xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu đã xuất hiện mưa lớn kèm dông, lốc xoáy, đã làm sập hoàn toàn một căn nhà và tốc mái 8 căn nhà. Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn đối với các hộ bị ảnh hưởng do dông lốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai, huy động thêm lực lượng trợ giúp để nhanh chóng hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng nhà mới cho các hộ dân. Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã có công văn yêu cầu các ngành địa phương tập trung triển khai các biện pháp phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả. Còn tại Cà Mau, mưa lớn trên diện rộng kèm theo dông lốc làm sập, tốc mái nhiều căn nhà của người dân ở các xã Khánh Tiến và Khánh Hòa thuộc huyện U Minh trong ngày 26 tháng 7. Gió mạnh cuốn theo tôn và các vật dụng khác cũng gây ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến hạ tầng điện lưới. Theo thống kê sơ bộ, có 8 căn nhà bị sập, 13 căn nhà khác tốc mái, ước tính thiệt hại trên 1,2 tỷ đồng. Nhận được thông tin, đồn biên phòng xã Khánh Tiến, huyện U Minh đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng giúp dân khắc phục hậu quả sau thiên tai, nhanh chóng dựng lại nhà ở. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện U Minh đã nhanh chóng thành lập đoàn công tác đến hai xã nêu trên để nắm tình hình, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai nhằm sớm ổn định cuộc sống, sản xuất. Đồng bào Xê Đăng tại xã Trà Linh thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ cúng thần sâm Ngọc Linh. Đây là một trong những nghi thức quan trọng nhất trong năm của người dân nơi đây. Lễ cúng được tổ chức tại đền thờ thần sâm Ngọc Linh ở làng Con Pin, thôn 2. Lễ vật cúng thần được chuẩn bị từ một tuần trước khi lễ cúng diễn ra, gồm có cây nêu, gà luộc, trâu cau, rượu cần. Lễ cúng đầy đủ các lễ thức gồm lễ rước thần sâm, dựng cây nêu, bói lưỡi gà, cúng rượu. Sau khi chuẩn bị tươm tất, đội cồng chiêng đánh trống ba hồi trong nhà truyền thống, rồi từng nhịp cồng chiêng vang lên, cùng với đó là tốt múa truyền thống đi theo sau già làng đến tại đền thờ.
nâng cây sâm ngọc linh trên tay. Già làng vừa đi vừa đọc lời khấn, mong cho thần linh nghe được lời tạ ơn, cầu nguyện của người Xê Đăng, ban cho đồng bào một năm mưa thuận gió hòa, để cây sâm cây lúa được phát triển, cho dân làng được ấm no. Trong đêm khai mạc, nghi thức rước thần sâm ngọc linh sẽ được tái hiện trên sân khấu để người dân, du khách được chiêm ngưỡng. Sâm ngọc linh được công nhận là quốc bảo Việt Nam. Hiện mỗi lượng sâm củ tươi có giá từ 8 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, tùy vào chất lượng, tuổi thọ của cây sâm. Ở phần an ninh trật tự, công an Tân Bình bắt băng cướp giật kéo lê nạn nhân hàng chục mét. Và điều tra hai nhân viên xe buýt xô xát với người đi đường. Ngày 27 tháng 7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ nhóm đối tượng cướp giật điện thoại của một nhân viên quán ăn trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận Tân Bình. Vụ cướp giật điện thoại xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút tối 23 tháng 7. Nhóm đối tượng đi trên hai xe máy manh động, bỏ mặc nạn nhân bị thương do quá trình truy đuổi, níu áo đối tượng cướp giật điện thoại của mình. Qua tiếp nhận phản ánh, mặc dù bị hại chưa cung cấp thông tin, nhưng lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Tân Bình đã khẩn trương xác minh, truy xét theo dấu vết nóng. Chưa đầy 24 giờ gây án, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ Nguyễn Khánh Huy, 17 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, Nguyễn Thanh Đoàn Quốc Việt, 19 tuổi, ngụ quận 11, Nguyễn Văn Kiệt, 20 tuổi, ngụ tỉnh Long An khi đang lẩn trốn tại quận 11 và quận 7. Đồng thời, đơn vị đã thu giữ toàn bộ tang vật và phương tiện liên quan. Bước đầu, băng nhóm này đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chiều qua, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc xác minh vụ tài xế và nhân viên bán vé của xe buýt tuyến số 8 xô xát với người đi đường. Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút, xe buýt tuyến số 8 chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ Linh Xuân đi Bình Lợi. Khi đến giao lộ với đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thì xảy ra xích mích với một xe ô tô đi cùng chiều. Hai phương tiện tấp vào lề. Sau một lúc thì tài xế xe buýt và nữ nhân viên bán vé xảy ra xô xát với những người trên xe ô tô. Do yếu thế hơn nên tài xế xe buýt bị đánh ngã vật xuống đường, bị thương. Diễn biến vụ việc được người dân quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Nắm được thông tin, công an đã vào cuộc phối hợp cùng Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh xác minh làm rõ. Ngày 27 tháng 7, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương điều tra vụ hỗn chiến trong đêm làm một thanh niên nguy kịch. Thông tin ban đầu, khuya 26 tháng 7, người dân lưu thông trên đường DX082, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, thấy một nhóm thanh niên chở nhau trên đường, tay cầm hung khí. Nhóm này sau đó hỗn chiến với một thanh niên có hung khí. Sau khoảng 2 phút thì thanh niên này bị đánh gục xuống đường. Nhóm đối tượng nhanh chóng rời đi, còn thanh niên kia được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc. Nhiều đối tượng đã được đưa về đồn để lấy lời khai. Từ chối dừng xe kiểm tra và bị truy đuổi gần 100 km trên đường, một tài xế xe container ở Hà Tĩnh hôm qua đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 7, tại quốc lộ 1A, đoạn km 489, thuộc xã Dựng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác phát hiện xe container do Đỗ Khắc Hải, 38 tuổi điều khiển, chở hàng vượt quá trọng tải, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Trong quá trình truy đuổi Hải, mặc dù nhiều tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe ở nhiều địa điểm khác nhau trên quốc lộ 1A, nhưng Hải vẫn cố tình đâm xe vào cán bộ cảnh sát giao thông cũng như đâm vào đuôi xe chuyên dụng. Sau quá trình truy đuổi gần 100 km về phía Bắc, đến km 564 100 thuộc xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, do có nhiều phương tiện xe phối hợp chặn kín đường tẩu thoát, nên tổ công tác đã khống chế được Hải. Hiện công an huyện Kỳ Anh đang củng cố hồ sơ để xử lý Đỗ Khắc Hải theo quy định của pháp luật. Ở phần thế giới cập nhật, cháy rừng lớn nhất trong năm ở California có nơi mỗi giờ lửa lan gần 2.000 hectare. Và chó cứu hộ bờ biển đã bắt đầu làm việc ở Italia. Do ảnh hưởng của đám cháy rừng lớn và lan rộng với tốc độ rất nhanh tại phía bắc bang California của Mỹ,
hơn 4.400 người đã phải sơ tán trong những ngày qua. Lực lượng cứu hỏa đang phải chiến đấu với gió mạnh và điều kiện khô hạn nguy hiểm để tìm cách dập lửa. Đám cháy bùng phát từ ngày 24 tháng 7 và chỉ trong vòng 2 ngày đã trở thành đám cháy lớn thứ 20 trong lịch sử bang California theo diện tích đất. Đây cũng là đám cháy rừng dữ dội nhất tấn công bang California trong mùa hè này. Tính đến đêm ngày 26 tháng 7 theo giờ Mỹ, 97.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi, 134 công trình bị phá hủy và đám cháy đang tiếp tục bùng phát mạnh hơn. Đám cháy đã tạo ra cục khói xám dày đặc khổng lồ, có thể nhìn thấy từ các bang lân cận. Lực lượng cứu hỏa cho biết đám cháy này đã lan rộng từ 1.600 đến 2.000 hecta mỗi giờ và hiện chưa được kiểm soát, bất chấp nỗ lực của khoảng 1.700 lính cứu hỏa. Các sở cứu hỏa từ khắp bang đã cử các đội cứu hỏa đến chi viện. Cơ quan dự báo thời tiết của bang đã ban hành cảnh báo đỏ cho khu vực này, đồng thời dự báo điều kiện thời tiết nghiêm trọng có thể gây hỏa hoạn. Một nghệ sĩ tại thành phố Ibadan, Nigeria đang gây ấn tượng mạnh với các tín đồ công nghệ nhờ các tác phẩm điêu khắc khoa học viễn tưởng. Đây là những bức tượng được anh sáng tạo hoàn toàn bằng rác thải điện tử. Anh Uzoma Patrick Chidiye Bube là một nghệ sĩ thị giác, hoạt động lâu năm trong lĩnh vực điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt. Nguồn cảm hứng để anh thực hiện những tác phẩm khoa học viễn tưởng này là thực trạng rác thải điện tử tại châu Phi. Trong năm 2019, châu Phi thải ra hơn 2,9 triệu tấn rác thải điện tử, tương đương với 2,5 kg trên đầu người. Bản thân tôi nỗ lực giải quyết số lượng rác điện tử khổng lồ bằng cách tận dụng chúng làm nghệ thuật. Những ngành nghề khác thì đang góp sức tái chế chất thải như polymer và kim loại. Phần lớn các tác phẩm của anh làm từ những bàn phím cũ. Kết hợp với các thiết bị khác, chúng tạo nên những hình dạng độc lạ, gây tò mò với người xem. Thông qua các tác phẩm, anh muốn cho thấy sự hòa quyện ngày càng cao giữa con người và máy móc, trở thành một phần không thể thiếu trong từng hoạt động thường ngày của con người. Tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, một nhà phát minh tự do vừa giới thiệu đến công chúng mẫu thuyền bay với nhiều tính năng hữu ích. Phương tiện này được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng các nhiệm vụ cứu hộ hoặc vận chuyển hàng hóa trên mặt nước. Tác giả của chiếc thuyền là anh Liu Xiangqiang, một nhà phát minh tại tỉnh Cám Châu, từng gây chú ý khi chế tạo được chiếc xe đạp bay. Phát minh mới của anh Liu dựa trên hiệu ứng mặt đất, một nguyên lý giúp cho các phương tiện giao thông tăng lực nâng so với bề mặt tiếp xúc, nhờ đó có thể liên tục tạo một khoảng cách nhỏ so với mặt đất hay mặt nước, tạo cảm giác như phương tiện đang bay. Anh cho biết mình đã mất 4 năm để phát triển được mẫu tàu như hiện tại. Ở những lần thử đầu, anh chỉ bay được vài giây. Hiện tại, sau mỗi lần sạc, tàu đệm khí của anh có thể di chuyển được 15 phút. Tàu đệm khí này tích hợp tính năng của cả máy bay và tàu mặt nước. So với máy bay, nó có thể chở được các tải trọng nặng hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Còn so với thuyền, tốc độ di chuyển của nó cao hơn nhiều, khi có thể đạt tốc độ lên tới 50 km/h. Với các đặc tính của loại tàu này, anh Liu kỳ vọng khi được đưa vào sản xuất đại trà, chiếc thuyền có thể tăng hiệu suất và tiết kiệm tài nguyên cho nhiều hoạt động trên mặt nước. Dọc các bãi biển tại Italia, du khách sẽ bắt gặp những chú chó cứu hộ sẵn sàng tham gia cứu người trong trường hợp xảy ra đuối nước. Để đảm nhiệm được công việc này, những người bạn bốn chân phải trải qua khâu huấn luyện khắc nghiệt. Đây là một buổi diễn tập tình huống khẩn cấp giả định với sự tham gia của chó cứu hộ tại một bờ biển ở Ladispoli. Chúng hầu hết thuộc các giống Labrador, Golden và Terranova, vốn là những giống chó có khả năng truy tìm bẩm sinh. Chó có giác quan nhạy hơn con người, nên chúng nhận biết được nhiều hơn và hiểu rõ các mối nguy hiểm. Italia có 16 trung tâm đào tạo chó cứu hộ trên khắp cả nước. Người dân có thể đưa chó đến đây để chúng được huấn luyện và có kỷ luật hơn. Đây là một trong số ít lĩnh vực mà Italia đang dẫn đầu thế giới. Đức, Mỹ hay các nước châu Á tìm đến đây để học cách thiết lập các trung tâm như thế này. Để có thể tham gia cứu hộ, chúng phải trải qua quá trình huấn luyện 1,5 năm. Trong quá trình này, chó thực hiện các hành động nhiều lần đến khi có thể phản ứng tức thì. Chúng cũng được yêu cầu phải cảm nhận sóng biển và biết cách tốt nhất để đưa người vào bờ. Tại Mỹ, trong sự kiện hội chợ truyện tranh quốc tế Comic-Con International tại trung tâm hội nghị San Diego, những người đam mê cosplay đã biến hóa và trình diễn hàng loạt các bộ trang phục đẹp mắt. Sabine Fahim từ Los Angeles đại diện chiếc váy Captain Marvel được cách điệu từ bộ phim The Marvels. Sự kiện rất tuyệt vời, mỗi người đều mang những bộ trang phục độc đáo thể hiện tính cách của chính mình đến đây. Thật tuyệt khi nhìn thấy mọi người có thể thỏa mãn đam mê trong sự kiện này.
Còn Lynn Allen đến từ California chia sẻ mang quá trang thành nữ siêu anh hùng Raven trong bộ truyện tranh Teen Titans. Tôi thực sự rất thích được trở thành nữ siêu anh hùng như nhân vật này. Tôi đã từng may trang phục, điều đó khá thú vị vì tôi không giỏi may da lắm. Comic-Con quy tụ các diễn viên, nhà làm phim, tác giả truyện tranh, họa sĩ và người hâm mộ trên toàn thế giới. Sự kiện dự kiến kéo dài đến hết ngày 28 tháng 7. Ngày 27 tháng 7, Triều Tiên đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày hai miền Triều Tiên ngừng tiếng súng. Đông đảo người dân đã đổ ra nhiều tuyến đường lớn tại Bình Nhưỡng để chiêm ngưỡng các đoàn diễu hành và trình diễn pháo hoa. Chuỗi hoạt động chào mừng bắt đầu với chuyến thăm các đài tưởng niệm vinh danh các cựu chiến binh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông đã đi qua các vị trí như Tháp Hữu Nghị, Nghĩa trang lịch sĩ cách mạng trên núi Taesong, Nghĩa trang lịch sĩ chiến tranh giải phóng Tổ quốc dưới chân núi Sobak. Sau các nghi lễ này, hàng chục ngàn người dân đã diễu hành về trung tâm thành phố. Tại đây, họ tham gia buổi ca múa nhạc tập thể được tổ chức tại quảng trường Kim Nhật Thành. Sau màn biểu diễn, người dân được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa trên sông Taesong. Triều Tiên đã ký hiệp định đình chiến với Hàn Quốc vào ngày 27 tháng 7 năm 1953. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa có hiệp ước chấm dứt chiến tranh cho đến tận ngày nay. Ngày 27 tháng 7 hàng năm được Triều Tiên kỷ niệm và coi là ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh giải phóng Tổ quốc. Thông tin cập nhật. Khuya 27 tháng 7, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa xe máy, xe tải và xe container làm một người tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối cùng ngày, anh Ngô Thiện Tâm, 43 tuổi, quê Quảng Ngãi, chạy xe máy trên đường DT743 hướng từ ngã tư 550 đi ngã 6 An Phú. Khi vừa qua khỏi bến xe Tân Đông Hiệp khoảng 200m thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, thì va chạm với xe tải biển số tỉnh Bình Dương đang chạy cùng chiều trong làn ô tô. Tai nạn làm anh Tâm văng vào gầm xe container đang chạy tới và bị thương nặng. Anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Nhận tin báo, Công an thành phố Dĩ An đã đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị ngày Chủ nhật nhiều niềm vui bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay với những thông tin cập nhật trong ngày. Xin kính chào, tạm biệt.